Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay là phần tóm lược các tin chính. Đức Giáo Hoàng Francis lên tiếng về người đồng tính và nữ linh mục. Tai nạn xe khách tại Ý, 38 người chết. Bão nhiệt đới Flossie kéo tới Hawaii. 8 người bị bắt sau vụ bạo loạn ở Huntington Beach. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francis cho rằng đừng nên gạt người đồng tính ra ngoài mà nên hội nhập họ vào xã hội. Và Ngài nói, tôi là ai để có thể phán xét người đồng tính. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Brazil trở về Ý, Đức Giáo Hoàng đã nói chuyện về một số vấn đề gai góc nhất trong Giáo hội Công giáo Vatican. Về vấn đề đồng tính, Ngài nói rằng tôi chưa thấy ai có một tấm danh thiếp ghi mình là người đồng tính. Ngài cho rằng nếu một người nào đó là đồng tính với thiện tâm muốn tìm đến Thượng Đế, tôi là ai để phán xét họ? Giáo lý Công giáo giải thích rất rõ, theo đó họ không thể bị tách rời do vì thiên hướng này mà họ phải được xã hội, hội nhập với xã hội. Theo quan điểm chính thức của Giáo hội Vatican, thì hành vi đồng tính là tội lỗi chứ không phải thiên hướng đồng tính. Đức Giáo Hoàng muốn gia tăng vị trí và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng phụ nữ sẽ không thể là linh mục. Một chiếc xe chở đầy khách du lịch người Ý bị trượt ra ngoài xa lộ, rơi xuống vực vào tối ngày Chủ nhật sau khi đụng vào mấy chiếc xe khác, làm thiệt mạng ít nhất là 37 người, theo cảnh sát và nhân viên cứu nạn. Được biết, dọc theo xa lộ A116 gần Valeno, bên ngoài thành phố Naples, có bản khuyến cáo người lái xe phải chậm lại. Theo lời của cảnh sát, thì khi tai nạn xảy ra, người tài xế vì lý do chưa được rõ đã không điều khiển được chiếc xe. Ít giờ sau khi tai nạn, các lính cứu hỏa cho hay đã thu hồi được 37 xác, phần lớn trong chiếc xe bị dập nát, móp méo. Theo bản tin của đài phát thanh nói rằng, có 11 người được đưa vào bệnh viện điều trị, với 2 người trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, cả dân chúng lẫn du khách khắp khu vực quần đảo Hawaii hiện đang phải chuẩn bị đón các trận mưa lớn và gió mạnh do bão nhiệt đới Flossie đem tới. Giới chức cơ quan khí tượng quốc gia này nói họ tiên đoán đảo Hawaii và Maui sẽ là hai nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất vào sáng thứ hai, với gió lên tới 60 dặm một giờ và có thể lụt lội và sóng cao tới 18 feet. Bão Flossie có thể gây ra đất trùi, các trận cuồng phong và tạo nên hiện tượng cột nước ở biển. Cơ quan khí tượng hôm Chủ nhật đưa ra báo động bão nhiệt đới ở đảo Oahu, nơi có thành phố Honolulu, cùng với những nơi được báo động trước là đảo lớn Maui, Molokai và Lanai. Thống đốc Hawaii đã ký ban hành tình trạng khẩn trương để chuẩn bị đối phó với bão. Lệnh này cũng cho phép tiểu bang huy động lính vệ binh quốc gia nếu cần. Tuần Duyên Mỹ cũng đóng 3 cảng tại đảo lớn và cảng thứ 3 ở Maui. Các trường đại học và tòa án cũng đóng cửa trên đảo lớn hôm thứ Hai. Cuối cùng là tin, hôm tối Chủ nhật, sau cuộc thi lướt sóng thu hút hàng chục ngàn người đến xem ở bãi biển Huntington Beach, thì một đám đông đã gây náo loạn, đập phá trên đường phố và đụng độ với cảnh sát. Bạo loạn dường như xảy ra tiếp theo những vụ đánh lộn chưa biết rõ nguyên nhân giữa hai nhóm người ở trung tâm thành phố ngay trên đường đi tới bãi biển. Người gây loạn đã lật đổ gần 20 phòng vệ sinh lưu động, nhổ các trụ bảng dấu hiệu giao thông, phá thùng báo, đập vỡ cửa kính một tiệm bán xe đạp và gây hư hại một số xe hơi đậu bên đường. Sở cảnh sát Huntington Beach cho biết một số thanh niên cột khăn rằng, che mặt, ném đá và vỏ chai vào cảnh sát. Cảnh sát chống bạo loạn được điều động đến đã dùng gậy và hơi cay để giải tán đám đông. Và tới 9 giờ tối, trật tự đã được vãn hồi sau gần một tiếng đồng hồ. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Hai 29 tháng 7. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng.
Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.